Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Anh không hề hối hận khi mà anh đưa đơn kiện người yêu của anh. Không hề hối hận. Lần đầu tiên tại Việt Nam, nói không được hôm nay mình bỏ tiền ra mình đi kiện nè. Phiên tòa tình yêu, lần đầu tiên các sao đưa nhau đi kiện. Em nói chuyện với vợ em, vợ em cứ nhìn lên trần nhà. Chưa cưới mà già đưa 142.000 mốt cưới về sao? Tới 142.580 mấy đồng lần đó. Lần đầu tiên Trấn Thành Việt Hương làm luật sư. Anh mập là do vợ tương lai anh khéo léo chăm sóc. Đôi khi mập là do stress. Đề nghị luật sư giữ tư cách đi. Tôi phản đối. Tại sao phản đối? Tôi phản đối thân chủ của tôi. Léo đầu tôi ngồi luôn đi. Lần đầu tiên nhân chứng có cũng như không. Chứ tôi hỏi là nhân chứng biết nói chưa? Dạ biết. Lòng tiếng sai sự thật. Kết quả cuối cùng là bây giờ tôi cũng không biết ai đúng ai sai. Phiên tòa tình yêu, phiên tòa duy nhất sự kiện bằng tình yêu. Trong phiên tòa hôm nay, nguyên đơn là diễn viên điện ảnh Lan Ngọc khởi kiện bản thân của mình là ca sĩ ST vì ST đã can thiệp quá nhiều vào đời sống của cô ấy. Chủ tọa phiên tòa, nữ thẩm phán Quyền Lực, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, luật sư đại diện bên nguyên đơn, nghệ sĩ Trấn Thành, luật sư đại diện bên bị đơn, nghệ sĩ Việt Hương. Bồi thẩm đoàn là 6 vị khách mời đến từ các ngành nghề khác nhau. Mỗi phiên tòa sẽ trải qua 3 phiên thẩm vấn, nguyên đơn, bị đơn và nhân chứng. Sau mỗi phiên thẩm vấn, bồi thẩm đoàn sẽ bỏ phiếu kín và chủ tọa phiên tòa sẽ là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Vụ kiện này ai đúng, ai sai? Nếu như mọi người nói là thiếu một ai đó thì mình không thể thở được, không thể sống được á, thì ST cũng là một kiểu người như vậy. Vì sao anh không yêu cô ta? Vậy là tôi sai sao? Nếu mà anh ta không thay đổi thì có khi là mối quan hệ này nó sẽ tan vỡ. Hãy cùng chờ xem diễn biến thú vị của phiên tòa hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc với ST thì ngày hôm nay các bạn đến phiên tòa tình yêu để các bạn kiện tụng nhau. Thì tôi cũng biết là hiện giờ các bạn kiện tụng nhau là trên cái cương vị là hai người bạn thân, hai người đồng nghiệp, hay là hẹn hò, hay là sắp hẹn hò, hay là đã hẹn hò, hay là nói thẳng ra là yêu nhau đó. Ngày hôm nay á, đến đây cái người khởi kiện đó chính là em. Nên thành ra á, là em sẽ là người trả lời câu hỏi này. Là bởi vì cái mối quan hệ giữa hai đứa nó hơn mức bạn thân nữa. Nó quá thân và quá hiểu về nhau trong tất cả mọi chuyện rồi. Thì càng hiểu quá thì mình lại cảm thấy áp lực. Và ngày hôm nay em muốn khởi kiện. Em muốn được giành lại những cái điều riêng tư cho bản thân mình. Em không muốn bị áp chế nữa. Em không muốn, không muốn. Em bình tĩnh. Em phải bình tĩnh, đã có anh ở đây. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhưng mà em phải nói rõ cho mọi người biết là quan hệ trên mức tình bạn là quan hệ gì. Nó phải được gọi tên rõ ràng để mọi người tránh nhầm lẫn ở đây. Để anh phải tìm cho em công đạo. Thật sự thì nó có cần thiết hay không ạ anh? Cần thiết. Tôi muốn biết bạn là cái quan hệ quan trọng như thế nào trong cuộc sống của người ta. Quan hệ của ST là một người quan tâm tới Lan Ngọc. Nhưng bạn đứng ở cương vị gì mà quan tâm? Một người bạn vô cùng thân thiết ở trong showbiz này của em. Vậy nó chỉ dừng lại ở bạn thân đúng không? Nó không phải là dùng từ bạn không nữa, phải dùng là từ gia đình. Anh không? Có cảm giác là gần như là một người anh không? Dạ đúng rồi, đây là một người anh. Anh trai mưa hả? Có nghĩa là các bạn là bầu là bí chung một vàng đó, đúng không? Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến cái phần đầu tiên là thẩm vấn nguyên đơn. Cho tôi hỏi NST, anh can thiệp quá nhiều vào đời sống của cô. Cụ thể là như thế nào? Mọi người có thể hiểu đơn giản có một điều là một con người thì ai cũng có sở thích và cái niềm đam mê của mình hết.
thì đối với em cái sở thích duy nhất đó là được ca hát mỗi ngày, được thả lòng mình cùng với âm nhạc. Nhưng mà ST lại không muốn điều đó. Mỗi lần em cất giọng hát lên là ST đều ngăn cấm. Nên em muốn là em được thể hiện ngay tại chỗ này để okay. cho mọi người có thể thấy được điều đó. Tôi cũng xin mời cô hát thử cho mọi người nghe. Mời bạn. Dạ, và sau đây em xin trình bày bài hát của mình ngày hôm nay, đó chính là Dấu Mưa phiên bản Hồ Quảng. Hồ Quảng. Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em. Tìm em trong mơ, anh đây thẫn thờ nhìn theo dấu vết đánh rơi. Rơi rơi rơi, xa thật xa mà ngỡ thật gần. Nhìn cuộc tình mất theo cơn mưa ngày qua. Dường như rất lạ mà sao quá quen rồi. Là lúc nhìn em như ngắn đời mình. I love you, I love you, I love you, I love you so much. Dạ, bài hát của em. Tôi thấy nó cũng thú vị mà. Thú vị, thú vị. Thấy hay nó chứ? Thú vị. Đáng yêu cực kỳ đúng không em hả? Em là diễn viên hài hả? Luật sư đại diện bên bị đơn đã lầm tưởng Lan Ngọc là diễn viên hài. Coi bộ ST cấm Lan Ngọc hát cũng không sai. Dạ, em là diễn viên gì? Diễn viên điện ảnh. Ừ, trời ơi, nãy hát thú vị lắm. Làm cho người khác cảm thấy rất là tăng luôn. Động em à. Không, đây là sáng có hát không? Sáng có đứng trực kiến hát vậy không? Trời ơi, mỗi lần đánh răng là em phải hát. Trời em phải ơi hát. Em vừa thọ em vừa hát. Bé thì cưng em kỳ quá. Em xem cản người ta vậy. Trời đau quá. Để nó hát. Ví dụ như sáng mình ngủ dậy á, cái đầu tóc nó hơi bù xù một chút thì mình ra kiến mình hát. Búp bê đần đông, búp bê. Nó dễ thương lắm. Mà nó lạ lắm hiểu không? Cái đầu nó bù xù á. Trời ơi, cái mặt nó như con quỷ vậy đó. Vậy em hát thêm bài nữa được không? Được rồi ơi. Sau đây thì em xin được ca bài hát. Hiện tại bây giờ mọi người đang rất là yêu thích em hát bài đó. Đó là bài Em Thích Anh. Anh, ngày đó ta gặp nhau có nhớ không anh? Chẳng đã cho em biết bao nhiêu mong và chờ. Anh yêu rồi chẳng có biết không? Lâu không gặp lúc thấy nhớ mong. Chẳng có biết không em đây tận lòng muốn nói. Hey 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 rằng em yêu anh vì em yêu anh tận lòng. Nguyên đơn, nguyên đơn. Tôi muốn hỏi là cô phải chắc chắn với tôi là trước khi đến tòa án này là cô có uống thuốc tăng động hay không? Cô có giữ được trạng thái bình thường không? Không, đây là mỗi khi mà em ca hát thì em muốn được cháy bỏng, cháy hết mình. Để hợp tác với anh chút xíu. À dạ. Kiềm chế cái khát khao của em lại. Em kiềm chế. Ok. Bài vừa rồi thú vị mà đúng không? Chúng ta có thể thấy được cái sự phấn khích của luật sư ở phía đối diện. Thì thân chủ tôi yêu ca hát như vậy, thì chuyện gì xảy ra nè? Mỗi lần em muốn cất giọng hát của mình để thể hiện cái cảm xúc ngày hôm đó của em á, thì em lại bị ngăn cấm. Anh thử suy nghĩ mà coi. Một cô gái, người ta muốn được bay bổng. À, cái đoạn này vô tâm trạng rồi. À dạ đúng rồi đó. Okay. Em đang tâm trạng. Muốn được bay bổng thì bỗng nhiên có một con người từ đâu đó hét vào trong mặt em. Dừng lại đi. Em thấy tự nhiên bao nhiêu cảm xúc em mất hết. Mà mỗi ngày như vậy á, cái niềm đam mê và ước mơ của em nó cũng bị lụi dần. Có nghĩa là em nói là người ta đang chà đạp giấc mơ của dạ, em. Dạ đúng. Làm cho em bị tự kỷ. Tự nhiên em cảm giác là ủa, có khi nào mình hát không hay thật hay không? Sĩ có được phản kháng lại không? Lát đi cưng, lát có mới tới phần của cưng. Em ừ. Ở đây có bao nhiêu con người cho rằng nguyên đơn của tôi hát hay ạ? Cũng khá nhiều, chắc thẩm phán thấy cũng được chứ. Luật sư sẽ hỏi cho rõ, hay và dễ thương là hai phạm trù khác nhau. Em nghĩ là vừa hay và vừa dễ thương. Dễ thương. Ai thấy dễ thương giơ tay. Cũng được 50% rồi đó. Là được rồi. Ca sĩ mà, làm sao mà đòi hỏi mà khán giả yêu thích mình hết được. Tôi hỏi cô tiếp. Cô và anh nó chơi nhau khoảng được bao nhiêu năm rồi? Trên 3 năm. Sự kiện gì giúp hai người thân nhau và coi nhau là những người thân? Đâu, bây giờ chúng ta hãy kể lại lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau. Tôi hỏi anh nè, tôi hỏi anh nè. Đây chỉ là một cái gợi ý thôi, tôi không được quyền nói. Không cần anh gợi ý, để thân chủ tôi được yên. Lần đầu tiên em được đi cùng với lại 365. Bước trên một chiếc taxi và ngồi kế người đàn ông này. Mắc gì nhóm ta đi ca mà lơ vô ngồi chung. Dạ lúc đó chúng em tham gia chung một cái chương trình với nhau. Thì em được tham gia cùng với lại nhóm 365. Mặc dù là em không được hát, em chỉ có đi tham dự ngồi trao giải thôi. Người đàn ông này quay qua bắt chuyện, hỏi em có lạnh hay không, em có muốn giảm cái lạnh hay vì không. Vì người đàn ông của tôi là người chu đáo. Tôi hỏi cô tiếp.
Bây giờ trong cuộc sống của cô, anh ta can thiệp cụ thể là như thế nào ngoài cái việc cấm cản cô hát? Thì đó là mình đang nói về cái ước mơ. Ok. Mình bắt đầu nói về cuộc sống đời thường đi. Ok. Thì đó là vấn đề ăn mặc. Ăn mặc. Tôi không hiểu làm sao, tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác thôi, cũng được quyền có sở thích của mình ăn mặc như thế nào. Thì đúng, một ngày nó mình từ khách sạn mình đi xuống thì ST đang ngồi ở sảnh chờ, đuổi thẳng cổ đi lên phải thay đồ lại. Sao vậy? Em không hiểu nữa, mặc dù lúc đó em cũng mặc được bộ đồ cũng cũng luôn. Cũng không mình đến đang nổi. Thử cười mình đó Ngọc à. Thì chút hồi anh nói sau, còn bây giờ để em nói trước nè. Đó thì đuổi thẳng cổ đi lên. Rồi cô phản ứng như thế nào? Nói thật ra thì mỗi lần mà ST nói gì á, đa số là Ngọc đều phải nghe hết. Tại sao cô phải nghe? Là tại vì Ngọc có sự tôn trọng nhất định dành cho ST. Ngọc tin vào gu thẩm mỹ của ST. Có bao giờ cô cãi lại không? Có chứ, mà cãi cuối cùng cũng phải làm thôi. Vì sao phải làm? Tại vì mình thấy là chắc là mình không hợp lý lắm khi mà đi chung với tất cả mọi người. Thì thôi mình cứ thay đồ cho bạn ấy vui trước đã, rồi sau đó mình về mình sẽ nói chuyện riêng sau. Có nghĩa là sống vì bạn mình. Dạ đúng. Ngoài vì bạn ra thì cái điều đó là cô có vì thấy anh ST là anh có thẩm mỹ nhiều hơn cô trong thời trang không? Dạ đúng. Đúng luôn. Dạ đúng. Vậy thì anh có biết cô thì việc gì cô phải khó chịu? Nhưng mà quá nhiều lần. Có nghĩa là có những lần mình mặc đồ mình vẫn thấy mình ok chứ không đến nổi. Mình vẫn bị phản bác. Bây giờ cô đi ra, cô đưa bước ra một vòng. Tôi đề nghị âm nhạc mở lên và cô ấy sẽ catwalk một vòng nhẹ cho chúng ta xem. Không có cái thể loại người mẫu nào mà ra múa như con Lân vậy trơn. Tôi mời cô về chỗ và cảm ơn cô. Ủa có vậy thôi mà anh bắt em đi mệt quá vậy hả? Trong khán phòng này bao nhiêu quý vị thấy rằng đây là một bộ đồ đẹp? Giơ tay ạ. Ai cho rằng bộ đồ này không hợp thời trang? Giơ tay. Những người còn lại đang ngủ à? Người ta không giơ tay bình thường thôi. Bỗng em thấy kỳ đó là điều bình thường và hiển nhiên người ta cảm thấy ô bình thường. Ok. Một bộ đồ bình thường. Nhưng mà em nghĩ là bộ đồ em rất trend. Tại vì bây giờ thì màu tím đang rất trend. Thì thưa quý vị, theo tôi thì tôi thấy rằng là tôi cũng là người nghiên cứu về thời trang. Tôi thấy cô này mặc đồ hôm nay được, đẹp, dễ thương, phù hợp với vóc dáng và cơ thể của cô ấy và gương mặt của cô ấy, rất là trẻ trung. Bộ đồ này có được qua sự can thiệp của anh ST không? Dạ không. Từ lúc em đưa đơn khởi kiện thì em đã không còn nghe lời ST nữa. Cô khẳng định đây là bộ đồ do cô tự phối? Tôi tự phối. Cô qua stylist nào không? Có. Trời ơi. Chứng cứ rõ ràng ranh, Lan Ngọc luôn cần đến stylist trong việc phối đồ cho mình. Câu trả lời này gây bất lợi cho bạn rồi đó Lan Ngọc ơi. Có nghĩa là cũng không qua thẩm mỹ của em mà qua thẩm mỹ của một người khác hả? Em muốn có sự ủng hộ từ một người nào đó. Giờ tôi hỏi cô tiếp. Cô ráng canh sao cô trả lời cho tôi có lợi thế, tôi cãi với cô nghe cô. Tôi hỏi cô, anh ST quan trọng như thế nào trong cuộc sống của cô? Nếu như mọi người nói là thiếu một ai đó thì mình không thể thở được và không thể sống được á, thì ST cũng là một kiểu người như vậy. ST giúp em rất là nhiều trong tất cả mọi thứ. Ví dụ như có thể làm luôn cả stylist cho em. Bây giờ người ta giúp đỡ cô nhiều trong cuộc sống. Chỉ mắc gì giờ người ta giúp đỡ cô cũng góp ý cô ăn bận cô kiện người ta. Khác nhau là khác chỗ nào, cô phải nói rõ cái sự khác nhau. Nó một vài thứ thì ok. Ok. Nhưng mà còn nó quá nhiều. Nó làm cho cảm thấy mình bị ngột ngạt luôn. Đến có nghĩa nỗi mà... là hiện nay anh ta ngoài giúp đỡ ra thì giúp đỡ một cách quá nhiệt tình, tới mức độ những cái gì mình không cần anh ta cũng can thiệp vào đó. Chính xác, và mình cảm thấy mình khó thở vô cùng. Có những lúc mà mình không dám đi ra đường là bởi vì á, mình sợ mình chụp một tấm hình mình post lên Facebook, người ta cũng sẽ nhắn tin cho mình. Mặc bộ đồ này nó sẽ có vấn đề gì, sẽ liệt kê ra rất kỹ từng chi tiết. Mà người ta can thiệp quá sâu tới mức độ thân chủ của tôi bị ám ảnh trong việc phối đồ, đúng không cô? Đúng. Nếu như một ngày nào đó thân chủ bên kia mà có can thiệp quá sâu vào cuộc đời của cô thì cô sẽ phản kháng lại quyết liệt. Và cô có thật sự muốn làm điều đó hay không cô phải nói rõ. Em muốn phản kháng lại nên thành ra là ngày hôm nay em mới phải ra tòa. Nhưng mà nếu phản kháng lại mà khi chia tay một người bạn như vậy, cô có tiếc nuối hay không? Không, em nghĩ là ngày hôm nay em lên tòa để em muốn ST hiểu được
cho những nỗi lòng của em, mà khi em nói thì ST không chịu nghe. Thì có nghĩa là cô rất thương người bạn này. Đúng. Không muốn mất anh ta. Đúng. Nhưng thật sự là mình quá ức chế, mình phải nói để anh ta phải hiểu, để xây dựng mối quan hệ, đúng không? Đúng. Nếu anh ta không thay đổi thì sao? Nếu mà anh ta không thay đổi thì có khi là... mối quan hệ này nó sẽ tan vỡ. Tan vỡ đó, nghe chưa? Nó sẽ tan vỡ đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn luật sư. Và phần tiếp theo, xin mời luật sư bên bị đơn. Chào Nhân Dương Lan Ngọc. Bạn biết sao mà tôi đọc rõ được cái tên tuổi của bạn không? Vì tôi là một fan của bạn. Bạn là một trong những cô đào hạng A. Tôi dùng từ cô đào có nghĩa là bạn có thể là một diễn viên điện ảnh đóng vai chánh, hoặc có thể bạn sẽ là một diễn viên kịch đóng vai chánh, là một cô đào hoàn toàn xứng đáng. Và hôm nay bạn rất là đẹp. Hân hạnh được biết bạn. Dạ. Trước tiên tôi muốn hỏi bạn về giọng hát. Tôi chỉ muốn bọn thẩm đoàn nghe kỹ là sau khi cổ hát, nghĩ là cổ có nên làm ca sĩ chuyên nghiệp hay không? Mà đương sự của chúng tôi phải cấm cản cổ, vì là một người bạn thân mà cấm cản nha. Cái thứ hai, cổ mặc quần áo cũng đương sự tôi, ăn rảnh ở rỗi, cấm cổ và bắt cổ bước xuống từ khách sạn, kêu bắt đi leo lên trên lầu để thay bộ đồ mới. Hai vấn đề là bước quá sâu. Vậy thì có bao giờ ST bắt thay một bộ đồ mà khi bộ đồ của ST bước ra thì người ta nói ghê quá hay không? Em vẫn chưa gặp phải trường hợp đó. Mà chẳng qua là gu của hai đứa nó khác nhau. Dạ. Cái style của ST thì đôi khi nó hơi điên điên hơn một tí. Dạ. Nó hơi phát cách. Ngừng lại ở cái câu điên điên. Thì nếu như em nói đương sự của tôi là điên điên, yêu cầu một khúc nhạc, mời em. Sau cái màn biểu diễn thời trang thì tôi nghĩ là tôi không cần phải nói gì với bọn thẩm đoàn nữa. Sau màn biểu diễn, ST đã khẳng định với mọi người về gu thời trang sành điệu của anh ấy. Bên Nguyên Đơn đã ghi được điểm cộng với bọn thẩm đoàn, và dường như chứng cứ mà họ đưa ra chưa dừng lại ở đó. Tại sao mà tân chủ tôi lại phải xâm nhập sâu vào đời sống của cô, bắt cô bận quần áo như vậy? Đây là gu bình thường của cổ, và cô khẳng định đây là cái bộ đồ cô mặc đi đâu? Đây là tấm hình mà tôi đã mặc đi ăn tiệc, nhưng mà là hồi nhỏ rồi. Dạ. Hồi đúng. Nhỏ nên mới cột hai chùm như vậy chứ. Đúng. Còn bây giờ tôi không thể nào mà tôi dám mặc. Lúc đó giới tính còn chưa định hình, làm sao định hình được thời trang? Lúc này bao nhiêu tuổi à? Không nhớ chính xác nhưng mà chắc là khoảng tầm 16, 17 tuổi. Dạ, 16, 17 tuổi là cô đã học lớp 11, 12 rồi đúng không ạ? Là có thể định hướng và có thể nhìn nhận được một cái bộ đồ mình mặc trên người, và không có sự ép buộc của cha mẹ hoặc là người bạn hoặc người thân, đúng không ạ? Chắc là lúc đó có ai ép buộc nó mới cột hai chùm như không vậy. Có chắc được, cái này là cô tự cột chứ không ai cột cho cô, đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, vậy tôi không cần phải nói gì nữa. Đây là gu thời trang của cổ và đây là gu thời trang của ST sau khi chơi với một người bạn đã được đổi như vậy. Có bao giờ mà cô bị áp lực hoặc là cô bị anh ta nói như vậy là cô không được chơi, cô phải bàng hoàng, cô phải đứng nhẹ nhàng nền nã như một cô đào không? Dạ có. Tôi xin mời view clip. Có giỏi lăn qua tôi nè. Lăn qua tôi đi. Nào giờ thấy xe lăn xe lùi chưa? Nếu như đương sự của chúng tôi cấm cản bạn muốn giữ hình ảnh cho bạn đứng đẹp đẽ tại một cái event như là một cái cô đào hát, còn bị đơn của chúng tôi không hề cấm cản bạn đã trà trộn, đã chém banh cái phim trường, bạn lăn lê lên người của Đại Nghĩa và trường từ đầu này qua đầu kia. Khi mà bạn sống với đúng bản chất của bạn thì tôi không hề thấy ST cấm cản bạn làm gì cả. Mặc dù tôi chưa thấy cô đào nào mà lầy như bạn. Tôi không còn câu hỏi gì nữa thẩm phán à. Cảm ơn thẩm phán và bọn thẩm đoàn. Cảm ơn luật sư. Và bây giờ sẽ phải xem ý kiến của bồi thẩm đoàn như thế nào. Chúng ta tạm nghỉ giải lao trong giây lát. Sau phiên chất vấn đầu tiên, có vẻ ST và Lan Ngọc đều có lý lẽ riêng để bảo vệ cho mình.
Vì thế mà số phiếu bình chọn của bồi thẩm đoàn đã chia đều cho cả hai. Phiên chất vấn đầu tiên đã bất phân thắng bại. Liệu ở phiên chất vấn sắp tới, ST hay Lan Ngọc, ai sẽ là người thuyết phục được bồi thẩm đoàn bỏ phiếu bình chọn cho mình? Hãy cùng chờ xem diễn biến tiếp theo của phiên tòa hôm nay. Mong ST hiểu nỗi lòng và lắng nghe nhiều hơn. Chào mừng đã trở lại với phiên tòa tình yêu. Chúng ta sẽ chuyển sang ngay cái phần gọi là thẩm vấn bị đơn. Xin hỏi là mối quan hệ của anh và thân chủ bên nguyên đơn là cô Ninh Dương Lan Ngọc như thế nào? À, chúng tôi là những người bạn thân thiết với nhau. Dạ. Mê nhau một tí xíu. Dạ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy đơn giản vậy thôi. Tôi xin hỏi ké chút xíu, mê hay ngưỡng mộ, và luật sư làm rõ cái vấn đề này. À, mê ở đây có thể gọi là SC là một người duy mỹ, thích những cái gì nó đẹp đẽ một tí xíu, cho nên là SC thấy được một cái tiềm ẩn ở Ngọc là một cái người rất là xinh đẹp. Dạ. Tuy nhiên là nó còn có thiếu một chút xíu gì đó. Đó lý do tại sao mà nhiều lúc SC kiểu giống như là mọi người thấy đó, là tại sao SC lại có thể làm stylist cho Ngọc một cách gọi là thiện nguyện như vậy. Dạ. Đúng không? Cũng giống như là một cái viên hoặc xoàn, nó đã lên hình lên ảnh rồi, nhưng mà đôi lúc người ta không kỹ lưỡng, người ta làm mờ, làm dơ, làm không còn độ sáng, thì mình lấy khăn mình lau chùi cho nó bóng hơn, có phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Khi bạn làm điều đó là bạn được thuê mướn, bạn được người ta năn nỉ, hay là bạn tự nguyện muốn giúp người bạn của mình? Không hề tốn một đồng nào. Không thuê mướn bạn? Đúng. Rồi những cái phục trang đó là bạn bắt bạn đó phải mua đem về cho bạn làm, hay là bạn tự mua? Đây tôi có nói một cái vấn đề rất là đơn giản dễ hiểu như thế này thôi. Đó chính là đây là cô gái mà tôi đã tự nguyện làm stylist cho bạn. Xong rồi bạn qua nhà tôi, xong rồi bạn đã lấy đồ của trong nhà của tôi, xong rồi bạn đem về nhà bạn luôn và bạn không trả cho tôi luôn. Không. Ví dụ em ví dụ không lấy. Như là có một vài lần SC có làm stylist cho Ngọc. Thì tại vì ở nhà SC có rất là nhiều đồ. Thí dụ như là đồ mà SC mua kiểu hơi unisex một tí xíu, thì SC đưa cho Ngọc mặc, xong rồi Ngọc đem về, Ngọc để nhà Ngọc luôn. Để nhà luôn, không có trả lại gì hết. Không bao giờ thấy quay lại luôn, giống như là nó... Đã có lên nghĩa là đối, có gu thời trang của bạn, là bạn lan truyền cho người bạn của bạn. Bạn dẫn đi mua đồ, và có đôi lúc qua nhà bạn thấy cái bộ đồ đó đẹp quá, lấy đem về nhà, không có hồi âm. Chính xác là vậy. Thưa thẩm phán, thưa luật sư, tôi muốn giải thích điều này. Em không hề lấy, mà tại chẳng qua đó là em muốn kể lại câu chuyện này. Đó là em có chôm một buổi chụp hình với ST. Thì ST có chuẩn bị đồ cho em, thì ngày hôm đó là chuẩn bị xong thì ST đi về trước. Em phải gom đồ đi về nhà em. Em đợi hoài, ST không có gọi điện để đòi, thì em bỗng chốc cũng không có nhu cầu để trả. Dạ đúng rồi. Dạ thì tôi cũng đâu có nói cái gì. Dạ người ta không có gọi điện, người ta đàn ông con trai người ta tế nhị không gọi điện, rồi rinh về cũng không có nhu cầu để trả, cũng đâu có gì đâu em. Anh nghĩ thử coi, tôi áo mình đẹp có quyền. Nhưng mà em đã xài cái áo đó chưa? Em chỉ mặc có một lần duy nhất. Mặc lần rồi câm miệng. Ừ ngồi việc mặc nghe. Đi hát thì em cũng muốn là giữ hình ảnh cho bạn, mặc đồ em cũng muốn giữ hình ảnh đẹp cho bạn, mà quan trọng là có rinh đồ về và không có hồi âm. Và nhúng sâu vô cuộc sống là nhúng như thế nào để người ta đâm đơn kiện mình? Bạn có bạn gái chưa? Hiện tại thì chưa. Khó nói. Bạn có bạn trai chưa? Bạn thân của bạn, bạn Hồng. Khó nói luôn. Vậy có bao giờ hai bạn có bị nghĩ đó là cái tình yêu không? Có nghĩ là nó vượt qua giới hạn người bạn chút xíu, nó thành người thân, nhưng nó lại có một cái sự giữ nhau nhẹ không? Thực ra bây giờ tôi sẽ nói về cái chuyện mà tôi can thiệp về Lan Ngọc. Giống như là tôi hiểu tại sao Lan Ngọc dẫn đến ngày hôm nay, là bởi vì tôi đã bắt Lan Ngọc bận động quá nhiều. Bởi vì tôi là một người tăng động. Thật sự tôi rất là thích chơi. Tôi chơi tất cả mọi thứ như là bowling, rồi leo núi, rồi nhảy nhót. Tất cả mọi thứ, nói chung là tôi là một người tăng động. Như mọi người có thể thấy là Lan Ngọc ra đây nhảy nhót một cách điên cuồng là bởi vì thói quen khi mà đi chơi với ST.
đó cũng là một cái lý do tại sao mà ST nghĩ rằng là hôm nay Lan Ngọc kiện ST. Tại sao? Thì bởi vì chắc là tại vì cô bị vận động nhiều quá cho nên là cô bị ảnh hưởng một tí xíu về một cái dây thần kinh nào đó. Có nghĩa là bạn nói bạn thân của bạn có hơi sang chứng tâm lý một cái. Trời nhẹ ơi. Về coi bạn đó có bao giờ đôi khi ăn tôi nhậu nhẹt gì mà té. Bạn nói thân chủ bên kia nói thân chủ tôi bị tâm thần. Dạ. Xin nói lại là sang chứng tâm lý chứ không phải tâm thần ạ. Bạn Ngọc có uống rượu không ạ? Có uống bia gì không ạ? Dạ không. Thật ra cũng có trong trong việc giao tiếp với mọi người. Uống được bao nhiêu chai ạ? Cũng kha kha. Tại sao bạn lại kiềm chế? Bạn lại xen vô trong đời tư người ta. Có phải một người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, giữ cái nhất là cái da, cái tóc, cái mặt, cái thần thái sau khi uống bia uống rượu nhiều, nó sẽ sập sệ, nó sẽ tàn tạ, nó sẽ xấu xí, hoặc nó có thể bể phọt. Đây, hình ảnh 40 năm nữa cô. Tôi làm việc với luật sư lâu em, rồi cho nên tôi biết luật sư chuẩn bị làm cái gì đó. Phải, em xin lỗi thẩm phán, bởi vì em có coi một cái phim nào mà thẩm phán đóng đúng đúng đóng về Như Ý và An Khánh đó, đóng mà 40 năm về sau đó là nó bự vậy luôn hả em? Có cái đó phim là điện ảnh, đó chỉ là điện ảnh. Dạ, vậy vì nó bị ám vô trong đầu đó thẩm phán. Không có liên quan gì đến cái câu chuyện này cả. Không liên quan gì. Bây giờ ở đây là Ninh Dương Lan Ngọc đang kiện ST về cái chuyện can thiệp vào đời tư của người ta quá nhiều, bắt người ta tăng động nhiều. Tôi sẽ lại đưa cái chuyện của tôi vô đây. Tôi chỉ có nhấn nhá là đừng nữ mà. Mà tôi mập không phải là do bia. Không phải do bia, không phải do nhậu. Mập là do ăn mập bạc là do uống cà phê, cà phê sữa, ăn tinh bột. Dạ tôi xin nhắc nhở là thẩm phán của chúng tôi không có uống bia như Lan Ngọc, chỉ có uống cà phê sữa và ăn tinh bột mà nó còn ra nông nổi này. Thì em nghĩ đi, em uống bia 40 năm sao làm sao em ngồi vừa cái ghế đó hả Ngọc? À, em có thấy chưa? Thẩm phán của tôi chỉ có uống cà phê sữa và ăn tinh bột thôi mà còn trà bá lửa sao 40 năm? Có vẻ như ngoài vụ kiện thì vấn đề cân nặng của thẩm phán Hồng Vân cũng được phiên tòa hôm nay đặc biệt quan tâm phân tích. Thì mình cứ gác qua cái chuyện mà ăn nhậu mà để cho thân chủ tôi phải nhúng sâu về đời tư của cổ. Thật ra tôi còn một chuyện mà tức hơn nữa. Dạ. Đó chính là cô gái này hay rất là bùng, bùng ST. Bùng về vụ gì? Bùng có nghĩa là khi mà hẹn ST ngày hôm nay đúng không? Dạ. Xong một ngày đẹp trời xong nói alo anh ơi, em... ngủ dậy không nổi. Em mệt quá. Dạ. Hay em bị bệnh. Dạ. Nhưng mà ngày nào cũng như vậy, khoảng tầm mà thí dụ 10 lần khoảng 8 lần như vậy. Dạ. Hiện giờ đây là một cái nhóm đi chơi rất là đông. Và anh ta có ghi là cô đâu rồi, Ninh Dương Lan Ngọc. Đây quý vị, đây là xưng cô là lúc này còn chưa có thân với nhau. Và cách đây khoảng tầm 3 năm trước. Nhưng mà chưa thân mà đã bắt người ta phải chờ đợi rồi. Thì mọi người nghĩ đi, thân thì sẽ như thế nào? Chụp hình đăng Facebook rồi tag tên Lan Ngọc. Coi bộ với chứng cứ này, Lan Ngọc sẽ khó mà chối cãi được việc thường xuyên bùng hẹn của mình. Lý do tại sao cô ta không đi? Bình thường thì ST có phát hiện ra là có nhiều lần Lan Ngọc hẹn ST, nhưng mà chắc là một vì một cái buổi chơi nào đó nó hay ho hơn hoặc là thú vị hơn cho nên là Ngọc đã bùng ST. À, bùng ST để đi với một cái sự kiện vui hơn của bên này. Tôi không còn gì để hỏi. Cảm ơn thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Cảm ơn luật sư. Câu chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối. Luật sư Thành, anh có thể tháo gỡ giùm cho chúng tôi. Cô Ninh Dương Lan Ngọc là một người như thế nào trong lòng anh? Mời anh trả lời. Tại sao câu này phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá vậy? Tôi muốn phải làm rõ về mức độ thân thiết để tôi sẽ suy ra cái mức độ quản lý như thế nào là phù hợp. Em có quyền không trả lời câu hỏi này. Tại sao lại không? Câu hỏi này là một câu hỏi bình thường. Vì mối quan hệ liên hệ hồi nãy Ninh Dương Lan Ngọc đã nói rồi. Thẩm phán là người quyết định. Phản biện vô hiệu. Thật ra thì đối với si Lan Ngọc là một một người thân khá thân. Vì sao anh cho cô ta là người thân? Sự kiện nào cô ta làm gì cho anh mà khiến anh phải nghĩ cô ta là một người thân? Bởi vì thật ra là có rất là nhiều điều mà ST có thể nói với Lan Ngọc. À, cũng giống nhau hả? Ừ. Anh thích cá tính cô ta không? Cũng có.
Đi bởi vì Lan Ngọc là một người có cá tính rõ ràng, ở ngoài thì rất là đẹp nhưng mà bên trong rất là sâu sắc. Khi chơi với cô ta anh có vui không? Vui hơn chữ vui. Anh có sợ mất cô ta trong cuộc sống không? Đôi lúc. Vậy vì sao anh không yêu cô ta? Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này. Tôi với tòa có vẻ không hợp tác lắm. Dạ. Không. À, bị đơn có quyền không trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. À, tuy nhiên vừa rồi khi mà bị đơn nói cũng về... Được, cũng được. Không, không. Tôi có một cái thắc mắc thế này. Tức là khi bị đơn nói về Ninh Dương Lan Ngọc là bùng những cuộc đi chơi là bởi vì có những cuộc đi chơi khác vui hơn. Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc thì nói là em bệnh, em mệt quá. Nhưng ST lại cảm nhận rõ ràng rằng sẽ có hoặc đã có những cuộc đi chơi vui hơn thì mới bùng cái việc hẹn hò với ST. Mặc dù đã hẹn trước đó một tuần và đôi mắt của ST không bình thường. Khoa học định nghĩa đó là ghen. Yes. Cảm ơn thầm phán. Có vẻ luật sư bên kia hơi suy sụp. Nếu anh không nói là yêu vậy thì bây giờ cho tôi hỏi, anh định nghĩa chính xác, anh hiện tại có đang là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc không? Nếu nói là người yêu thì tôi có thể trả lời như thế này. Thật ra khi mà tôi sẽ quan tâm và chăm sóc cho những người mà tôi yêu thương. Quý vị cũng đã thấy rõ ràng anh ta đang lẩn tránh câu hỏi của tôi. Tôi không cần anh phải trả lời tiếp tục. Quan đây tâm người khác là lẩn tránh. Đây là những loại định nghĩa mà thừa sức chúng ta có thể dễ dàng hiểu biết được. Hiện tại hai người vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức nào được gọi là tình yêu thương đậm đà cả. Vậy thì tôi hỏi anh, lấy tư cách gì chúng ta không là người yêu của người ta mà lại can thiệp quá sâu vào đời sống của người ta? Tôi hỏi anh, từ nãy giờ đầu chương trình đến giờ anh vẫn khẳng định tất cả những điều anh làm là thiện nguyện, có đúng hay không? Đúng. Đúng. Chưa bao giờ vu lợi hay lấy một cái lợi ích gì cả. Đồng ý. Bởi vì tôi chỉ là một người yêu thích cái đẹp mà thôi. Đồng ý. Bởi vì tôi thấy cô gái thì quá đẹp rồi đúng không? Tại ai sao cũng thấy tại sao mình phải ăn mặc xấu bây giờ? Cô kể nghe cho nghe một câu chuyện. Tôi không cần anh kể. Tôi hỏi anh tại sao tại sao cô gái này đã đi xuống dưới mà tôi lại bắt cô gái này đi lên trên lầu để thay một bộ đồ khác? Là bởi vì ở khi mà tôi ngồi ở reception, tôi ngồi đợi với rất là nhiều nghệ sĩ khác, nào là ca sĩ hạng A khác, nào là một nữ diễn viên hạng A khác, trong khi cô đó đi mặc một bộ đồ ngủ đi xuống đây. Vì sao anh lo? Bởi anh vì sợ cả... người anh thương yêu xấu xí trước bởi mặt người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng là anh có tình cảm riêng với cô ta mà anh không dám thổ lộ. Hãy thôi đi. Anh đứng yên ở đây đi. Tôi đâu có cần anh kể. Anh càng kể anh càng vạch mặt anh ra. Bây giờ tôi hỏi tiếp câu hỏi kế tiếp nè. Có bao giờ anh quan tâm tới người ta mà anh thực hiện một động tác trước đó là anh hỏi coi người ta có muốn anh quan tâm hay không? Có bao giờ anh làm động tác đó chưa? Hình như là chưa. Ngọc ơi, em muốn anh quan tâm em hay It's không? It's too late. Nó đã quá muộn màng khi ra tòa để mà hỏi câu hỏi đó. Người ta quan tâm hay không? Chúng ta ít nhất phải hỏi là người ta có cần cái sự giúp đỡ đó hay không? Tất cả những điều đó đều do anh đơn phương quyết định. Anh vào nghề là do anh tự quyết định hay có bố mẹ định hướng? À, thật ra là mẹ của SC là người rất là yêu thích nghệ thuật và SC được ảnh hưởng một phần từ mẹ. Cho đến ngày hôm nay, tất cả những việc anh làm là do anh quyết định hay do bố mẹ anh quyết định? Cho đến ngày hôm nay thì tất cả những việc làm của tôi quyết định. Tuy nhiên tôi có tham khảo ý kiến của những người mà tôi yêu thương. Anh nghĩ sao nếu như mẹ anh quyết định giùm anh những điều anh không muốn làm, mặc dù điều đó rất tốt cho cuộc sống của anh? Thật ra nếu mà điều đó tốt thì tôi vẫn có thể nghe một cách bình thường, không có vấn đề. Nếu anh không muốn làm, anh nghe kỹ câu hỏi tôi, hãy nhớ kỹ câu hỏi tôi là nếu anh không muốn làm chuyện đó, mẹ anh lý luận là nó tốt cho anh nhưng bắt anh làm, anh không muốn làm. Làm ơn nhớ kỹ câu hỏi. Thật ra trong cuộc sống này có rất là nhiều tôi không muốn làm, nhưng mà cuộc sống đâu như ước mơ làm người, cho nên là nhiều khi tôi cũng phải làm thôi. Ok, anh đang trả lời rất tốt. Xin mời phòng máy cho nối máy với thân mẫu của bị đơn. Alo. Cô ơi, con là Xìn nè cô ơi. Chào con, cô là mẹ của ST. Dạ, con hỏi cô vài câu hỏi về ST, cô trả lời thiệt cho tụi con nha. Đồng ý con. Dạ. ST bình thường là một người con có hay cãi cô không cô? ST là đứa con rất có hiếu, ít khi nào hầu như là không biết cãi, làm cho cô hài lòng. Như vậy là cô có một đứa con quá ngoan,
quá dễ thương, con cảm ơn cô nha, chúc mừng cô. Dạ con chỉ hỏi như vậy thôi. Xin cảm ơn cô. Dạ. Em thí dụ bây giờ anh gọi mẹ em thì mẹ em lại nói vấn đề khen em quá thì cũng kỳ. Bây giờ em sẽ đưa cho anh một cái ví dụ như thế này. Thí dụ như là hồi xưa mình đi học á, cô giáo có kêu là bây giờ hãy đi về nhà làm bài tập đi. Thì dĩ nhiên là có học sinh nào mà thích làm bài tập không? Cũng có học sinh thích làm bài tập, nhưng cũng có học sinh không thích làm bài tập. Thì em là thuộc cái dạng là không thích làm bài tập. Tuy nhiên là nếu như em không làm bài tập em sẽ bị không điểm, cho nên em bắt buộc em phải về nhà làm bài tập. Đó là lý do tại sao mà em phải nghe lời cô giáo của em. Đó em đang ví dụ cho anh một cái vấn đề là em không thích làm nhưng mà em cũng phải làm. Anh đang tin những gì em nói đó. Anh tin 100%. Cảm ơn em với câu trả lời vừa rồi. Đó là lý do vì sao. Thưa quý vị, ST qua lời kể của mẹ là một đứa con hoàn toàn hiếu thảo, ngoan hiền, làm mọi việc mẹ kêu. Muốn làm hay không muốn làm cũng làm, tại vì thương mẹ lắm. Vì bạn là người sống quá tình cảm và nguyên tắc, nên bạn vô tình áp dụng những điều mà bạn đang có từ nhỏ tới lớn để đưa vào thân chủ tôi, mà chưa bao giờ hỏi rằng cô ấy có thật sự giống như bạn hay không, và cô ấy có chấp nhận được điều đó hay không. Có bao giờ bạn thử hỏi được rằng là những điều đó là thân chủ của tôi có thật sự cần chưa? Thật sự là chưa, cho đến phiên tòa này. Cho tôi hỏi thân chủ tôi một câu nhỏ thôi. Những gì anh ta yêu cầu cô là Ngọc ơi đừng làm, hay lâu lâu anh ta có bắt buộc cô làm? Nói chữ bắt buộc thì cũng... Hai giây. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Ngồi ở trường quay mà anh ta vẫn phải lo lắng là cái áo nó đổ cỡ nào. Anh ta quyết định hết mọi chuyện cho thân chủ tôi. Đến mức độ thân chủ tôi không còn quyền tự chủ, tự do. Tội nghiệp quá mà. Mời luật sư của bị đây. Vì đây là phiên tòa nhưng có ghi lại hình ảnh thân chủ của tôi. Muốn hình ảnh của người bạn mình lên hình sẽ đẹp hơn, chỉnh lại một cái cổ áo thì không có gây thần kinh hay là không có gây buồn phiền gì, mà lại đem lại hiệu ứng đẹp. Tôi hoàn toàn thấy hành động đó là hành động cái tôi là đẹp. Tôi tán thành thái độ vừa rồi. Quý vị phải nhớ tôi không hề đả phá thái độ vừa rồi, nhưng không làm cho cô ấy thần kinh. Nhưng chúng ta hãy nhìn thần thái cách anh ấy làm. Nếu như tôi là sửa áo cho Ngọc, tôi sẽ bảo Ngọc ơi, anh là một người có gia đình rồi, anh không không cái này Ngọc ơi, cái áo em đang bị thế này kìa, em sẽ chỉnh lại. Đó là cách mà tôi sẽ làm với một người phụ nữ, thưa quý vị. Phản đối. Còn đây là anh ta ngang nhiên tới đây kéo ngược cái áo lên. Anh ta cho rằng anh ta là gì của thân chủ tôi? Tôi phản đối. Đó là lần đầu tiên Trấn Thành chỉnh, hoặc là lần đầu tiên thì mình mới là dạ xin phép chị em sẽ lên. Còn đây là một sự quá thân rồi, cho nên cái chuyện đương nhiên thấy ngày nào cũng hư hỏng như vậy. Vậy hãy coi nè, vậy hãy coi phản ứng của thần chủ tôi nè. Em bị sao cưng? Em bị hết hồn. Hết hồn á? Bị hết hồn. Quý vị, người ta con gái mà thân cỡ nào thân cũng phải từ từ, cũng phải lợi hỏi coi người ta có muốn kéo hay không. Nhiều khi cái áo người ta thích nó đổ gì cho thành kiểu sao, tự nhiên phải kéo lên cho vừa ý ổng à. Chứ ngang ngược vậy trời, đúng không em? Dạ đúng. Phải hỏi qua em có muốn kéo hay không, đúng không cưng? Chứ em muốn hơi hơi ràng tí. Người ta muốn hơi hơi ràng tí cũng phải kéo lên cho bằng được. Rõ ràng chúng ta thấy anh ta được giáo dục từ nhỏ là phải nghe lời cha mẹ. Anh ta làm rất tốt điều đó. Anh ta sống với vòng tay yêu thương của mẹ. Anh ta làm rất tốt điều đó. Và anh ta cực kỳ yêu thương những người ta yêu thương. Nhưng trong trường hợp này anh đang áp dụng những gì anh đang có cho thân chủ tôi, trong khi thân chủ tôi lại là một cô gái suy nghĩ gì thì làm đó, thích gì thì làm đó. Cô ta thích bay nhảy, cô thích ca hát, cô ta thích phá cách, cô ta không khuôn khổ. Nhưng anh ta lại áp đặt quá nhiều điều mà anh ta muốn, mà chưa một lần nào hỏi xem thân chủ tôi có thật sự chịu áp lực hay không. Như vậy thì anh hỏi em, có bao giờ em chịu áp lực quá nhiều khi bạn bè yêu cầu mình quá nhiều? Mình biết đó là tốt nhưng mà mình không thể tốt như bạn. Mình có bị áp lực điều đó không? Có chứ. Thật sự ra là mình bị yêu cầu quá nhiều, mình bị nhìn nhận quá nhiều, mình bị xét nét quá nhiều, thì đôi khi là mình bị rút mình luôn. Bởi vì mình nghĩ là không biết là trong mắt của người ta thì mình như mình thế nào. Mình là như thế nào? Dạ. Mà suốt ngày hả? Đôi khi em có bị e sợ, em bị ngại luôn trong cái việc em tự phối đồ, em lúc nào cũng không tự tin vào bản thân mình không? Có, em có. Đó là tổn hại về mặt tinh thần. Nên em phải tốn tiền để mướn stylist nữa.
đó là tổn hại về mặt tinh thần. Có bao giờ em cảm thấy rằng là em mỗi lần em làm gì em sợ ST phàn nàn em không? Có, hồi nãy em có chia sẻ với anh, nó đến nỗi mà em không dám ra đường luôn. Không nên dạ. Đó là cái lý do em hay bùng xô ST, chứ không phải là do em có những cuộc hẹn khác. Quý vị thấy dạ. Chưa? Quý vị thấy chưa? Người ta bùm có lý do. Và tôi chưa nói thêm một chuyện nữa là ST bắt cô ấy vận động quá nhiều, trong khi thể chất của ST là một ca sĩ, dancer. Một dancer, một người có tập gym thỉnh thoảng. Còn trong khi thân chủ của tôi là một cô gái liệu yếu đào tơ. Em có tập gym thường như ST không? Em tập gym thường hơn ST. Sao lâu lâu bà quay qua bà đâm tôi hoài vậy bà thân chủ? Em muốn được bảo vệ bản thân em. Nhưng mà bây giờ anh hỏi em nè, có phải là ST bắt em đi chơi nhiều quá không? Dạ đúng. Em có một cái tính là khi mà đi du lịch ở một cái nước nào đó, một nơi nào đó, thì khi mà đến nơi đó mình nhận khách sạn xong thì mình phải được ngủ một giấc tỉnh táo khỏe mạnh rồi mình mới đi chơi tiếp. Nhưng mà không, ST chỉ cần đến nơi đặt hành lý vô để người ta tự đưa lên phòng luôn là đã đi chơi rồi, kéo đi chơi liền. Có bao giờ ST chiều em ngủ một lần nào không? Không bao giờ có cái lần đó. Quý vị thấy chưa, bạn bè thì ít ra 5 lần cũng được, 3 lần chiều, 2 lần bắt người ta theo mình. Khi mà anh đi du lịch thì nếu như mà anh muốn nghỉ dưỡng, anh sẽ chọn vào những cái khu vực gọi là cây cối um tùm, rừng cây, núi đồi để mà anh nghỉ dưỡng, đúng không? Còn khi mà anh đã đến với một cái thành phố rồi thì chúng ta không có nhiều thời gian, bởi vì nghệ sĩ có rất là nhiều lịch trình. Và khi mà đi du lịch đó thì chỉ được đi 1 ngày, 2 ngày thôi. Anh lại nếu mà chúng tục... ta ngủ thì chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều thời gian. Anh lại tiếp tục, anh lại tiếp tục áp đặt suy nghĩ anh cho người khác. Ủa, trời ơi, nhiều khi người ta mệt, tao muốn ngủ chuyện của người ta, chứ tao nghiệp người ta, buồn người ta mệt thiệt. Không bao giờ hỏi người ta, chỉ quy định là đi. Vậy là tôi sai sao? Anh không có sai, nhưng anh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, làm cho người ta mệt mỏi và áp lực. Đôi khi vì thương anh, người ta không nói, nhưng không đồng nghĩa là người ta không mệt mỏi. Xin hết thưa quý vị. Cảm ơn luật sư Thành. Và bây giờ đáp số vẫn phải nhờ đến bồi thẩm đoàn. Do đó chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao trong giây lát. Bằng những lập luận và chứng cứ rõ ràng, luật sư bên nguyên đơn đã giúp thân chủ của mình chiếm gần trọn số phiếu bình chọn của bồi thẩm đoàn. Kết quả của phiên chất vấn thứ hai là 5-1. Phần thắng đang nghiêng về phía Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng, vì còn phụ thuộc vào phần thẩm vấn nhân chứng tiếp theo sau đây. Tôi chỉ muốn giúp bạn ấy hoàn thiện hơn. Chào mừng trở lại với phiên tòa tình yêu. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn phải chờ quyết định cuối cùng, bởi vì chúng ta sẽ gặp nhân chứng. Xin mời nhân chứng. Mình tưởng là ai xa lạ, cuối cùng cũng lại là những thành viên trong nghề của mình. Bạn ơi. Dạ. Bây giờ vậy nè, nghe bạn. Bạn vô đây đó là bạn biết là bạn đang vô tòa án đúng không? Dạ không, tại đây là lần đầu tiên em vô tòa cho nên em phấn khích quá. Em phấn khích hả? Dạ. Nó nghe nè em, ráng làm gì làm đi, đi vô tòa thường xuyên cho vui, vui dài dài em nha. À, dạ không, không em phấn khích ngày hôm nay thôi. Dạ. Thế thì trước khi câu chuyện của em bắt đầu thì chúng tôi muốn em tuyên thệ là tất cả những gì em nói phải là sự thật. Mời em. Dạ, tôi tên là Võ Ngọc Trai, ngày hôm nay có mặt tại phiên tòa tình yêu. Tôi xin thề những gì tôi sắp nói ra đều quá sự thật. Xin mời luật sư của bên nguyên đơn. Xin chào bạn Ngọc Trai. Dạ chào anh. Bạn quen thân chủ tôi được bao lâu rồi? Dạ nếu như mà là tính đúng ra thì là từ lúc mà mình quay tấm cám chuyện chưa kể. Dạ. Thân không? Dạ cũng khá là thân. Bạn lui tới với họ thường xuyên không? Dạ nếu mà có kèo đi chơi thì đi chơi. Còn không thôi thì là ai ở nhà nấy. Trong những cái chuyến đi chơi đó có đầy đủ cả hai người này không? Dạ có chứ. Bạn đánh giá như thế nào về tính cách của thân chủ của tôi? Em được nói thiệt mà đúng không? Bạn phải nói thiệt. Này anh chỉ nói bình thường thôi chứ không phải là gì nè, em đừng suy nghĩ nhiều. Tại thực ra Ngọc là một cô gái rất là cá tính, lúc nào cũng muốn xung quanh mình vui vẻ hết á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi bị quá khích, nó thành ra nó bị khùng. Bạn nghĩ sao về bị đơn? Rất là chăm lo cho phái nữ. Bạn có phát hiện dù chỉ một lần bị đơn
ép buộc thân chủ tôi làm một cái gì đó. Quay clip câu like. Lúc đó thân chủ tôi có thích không? Không biết là có thích hay không, nhưng mà là thấy hào hứng lắm. Cái trend mới đó, rồi xong cái đưa cái tay nè, rồi sau đó là Ngọc chạy lại, rồi xong cái đưa cái mặt lên đó. Đó. Thí dụ như nếu như mà ST làm một mình đó, thì là cái lượt tương tác nó không được cao. Nhưng mà là phối hợp với lại Lăng Ngọc là lượt tương tác rất là cao. Ủa là anh đang bảo vệ em hay là bảo vệ bên đó? Không, cái này là đang nói thôi, hiểu không? Từ nãy giờ anh đang nói chuyện rất là mông lung và nó bao phải. Mà tôi cũng không biết anh đến đây, cái sự xuất hiện của anh nó giúp ích được gì. Đáng lẽ tôi gần thắng rồi, tràn cái bản mặt anh vô đây. Rồi bây giờ anh làm cho rối loạn ở phiên tòa của tôi. Tôi không muốn hỏi nữa. Xin cảm ơn thẩm phán. Mời luật sư của bị đơn. Tôi nghĩ là nhân chứng đã trả lời hoàn toàn lợi thế cho đương sự, cho thân chủ của tôi, cho nên tôi không ngu gì hỏi nữa. Đồng ý. Ngoài những việc mà can thiệp vào những cái chuyện riêng tư của Ninh Dương Lan Ngọc, dạ, thì trong nhóm ST còn can thiệp vào ai nữa hay không? Dạ không. Không. Phản đối là bởi vì Ngọc Trai vẫn chưa đi chơi chung với lại những mối quan hệ khác của ST. Và bản thân tôi đã đi rồi. Đi rất nhiều và có rất là nhiều người khác, và ST cũng tỏ thái độ quan tâm như vậy. Có nhiều lúc mình cũng hơi ganh tị một chút xíu, là tại sao khi mà mình ở trong một nhóm bạn khác của ST thì lại không được nhận sự quan tâm đặc biệt đó. Ba rảnh nữa. Ba rảnh. Ủa sao nữa? Mình... Cảm ơn em. Ngọc ơi, mình sắp kết thúc vấn đề rồi. Mình sắp kết thúc vấn đề rồi em. Nó nói cái gì cũng tán của mặt mình không à. Tán vô mặt mình à. Cảm ơn Ngọc. Em sai hả? Nhưng bà không có sai, bà đúng hết hoàn toàn. Bà không có sai đâu. Em chỉ muốn kể chuyện giao lưu với mọi người. Mang ơn nhiều lắm. Phần chất vấn nhân chứng cùng với phần trả lời của Lan Ngọc đã khiến luật sư Trấn Thành tỏ vẻ bất bình, vì tất cả chứng cứ này đều gây bất lợi cho phía nguyên đơn. Liệu bồi thẩm đoàn có chú ý nhiều đến tình tiết này không nhỉ? Thôi được rồi, xin cảm ơn nhân chứng Ngọc Trai. Dạ. Chúng ta sẽ nghe cái phần tranh luận biện hộ của hai luật sư. Thưa quý tòa, bị đơn, anh ta là một người mê thời trang, duy mỹ, mê cái đẹp. Và anh ta là một người cầu toàn, nên anh ta luôn luôn áp đặt cái tư duy của anh ta cho người khác. Mà đôi khi anh ta quên mất một cái bước là anh ta không có quan tâm đến là người ta có muốn và làm cái điều đó hay là không. Dĩ nhiên, dẫu biết rằng đây là điều tốt, đó là giúp đỡ cho bạn của mình, nhưng thực sự anh ta đã can thiệp vào quá sâu đến cuộc sống của thân chủ tôi. Và thân chủ tôi vì yêu thương một người bạn, quý trọng một người bạn nên phải tuân theo, nhưng thực sự đang chịu ấm ức. Vì vậy, thưa quý vị, yêu thương là cần thiết, nhưng trên đời này cái gì quá cũng là không tốt. Vì vậy cho nên kính mong quý tòa và chư vị bồi thẩm đoàn xét xử cho thân chủ của tôi được thắng kiện trong vụ việc này. Cảm ơn. Thì thân chủ tôi là cái người đã đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, trong cái tình bạn khác phái mà lại có một cái sự quan tâm đặc biệt, kể cả cái sự chiều chuộng. Thành thật, có thể bạn không có nhiều người bạn, nhưng bạn sẽ có những người bạn đáng có. Suy nghĩ kỹ lại, tại sao người ta tốt đến như vậy? Khi mất đi, bạn có cảm giác là tiếc nuối. Và khi bạn cảm giác tiếc nuối thì đã không còn cơ hội nữa. Cảm ơn thẩm phán, bồi thẩm đoàn. Cảm ơn hai vị luật sư. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao một chút để chờ ý kiến cuối cùng. Bồi thẩm đoàn đã rất khó khăn để đưa ra kết quả cuối cùng, vì kết quả chung cuộc này phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ giữa hai người. Vì nếu là bạn bè thì sự quan tâm của ST dành cho Lan Ngọc như vậy là hơi thái quá. Nhưng nếu giữa hai người là tình yêu thì sự quan tâm đó hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Vậy thì hãy cùng chờ xem phán quyết cuối cùng đến từ thẩm phán. Xin chào mừng đã trở lại với phiên tòa tình yêu. Tôi xin mời nguyên đơn và bị đơn các bạn bước lên đây. Bản thân tôi bây giờ tôi cũng không biết là hai cái bao thơ này kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là hai đáp số. Ninh Dương Lan Ngọc sẽ thua nếu ST là người yêu của bạn. Và ngược lại, nếu ST chỉ là một người bạn bình thường thì phần thắng sẽ nghiêng về Ninh Dương Lan Ngọc. Vậy thì bây giờ cái kết quả nó sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ của hai bạn. Đầu tiên tôi xin hỏi ST một lần nữa, bạn muốn nhận phần thắng hay phần thua? Thật ra đối với ST thì thắng thua ở đây nó không có quan trọng, bởi vì đây không phải là một cái trò chơi, mà đây là một để cho ST và Lan Ngọc hiểu rõ về nhau hơn thôi. Thật ra thì ST nếu mà ST nói là ST thua thì có nghĩa là mình lùi một bước, nhưng mà ST cũng không nói là ST sẽ bỏ Lan Ngọc để cho Lan Ngọc tự bơ vơ. Cảm ơn bạn. Lan Ngọc, bạn muốn thắng hay thua? Thật ra cái ngày hôm nay á, cái lý do mà để Ngọc đâm đơn kiện là bởi vì Ngọc không có cơ hội để nói, và ST cũng không có thời gian để hiểu hết những gì mà Ngọc muốn nói. Nếu nói về thắng thua thì Ngọc giống như ST vậy đó. Em không hề muốn là mình thắng hay là mình thua, mà chỉ mong muốn là sau cái phiên tòa này thì ST sẽ hiểu được những điều mà Ngọc đang bị áp lực, những điều mà Ngọc đang phải rất là mệt mỏi trong những cái sự mà xét nét chi tiết của ST. Chứ thật ra á, Ngọc luôn biết là ST sẽ không bao giờ bỏ Ngọc, cho dù á, là Ngọc có bức bối cỡ nào, có không nghe lời đến cỡ nào thì ST sẽ vẫn luôn cố gắng để làm hoàn thiện nên một người bạn. Có nghĩa là Ninh Dương Lan Ngọc hôm nay kiện bạn là để còn bạn mãi mãi, chứ không phải là kiện để mất bạn. Bạn hiểu cái tấm lòng của Ngọc rồi đúng không? Như vậy thì cái kết quả này không còn quan trọng nữa. Nhưng ở đây phải rõ ràng, có nghĩa là ST nói như vậy thì có nghĩa là cái phần thua sẽ thuộc về ST. Mà cái thua ở đây để cho ST thấy được rằng cái điều mình đang làm không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng hoàn toàn, nó chưa đúng cách. Em chỉ muốn là anh bớt xét nét với em lại thôi. Thật sự ra là em cũng đang cố gắng để hoàn thiện mỗi ngày. Tại vì đi bên cạnh anh á, thấy anh đẹp thì em cũng muốn em đẹp. Để mình chơi với nhau, mọi người nhìn vô rồi mọi người thấy là cả hai đứa đều cùng nhau đi lên, chứ không phải là một đứa đi lên, một đứa thụt lùi lại. Thật ra là bản tính của em á, từ trước đến giờ là em hơi tăng động thiệt, em thích ca hát thiệt. Cái niềm đam mê của em nó có sẵn trong người. Em cũng chỉ mơ ước được một lần đứng trên sân khấu giống như anh, được thoải mái nhảy múa, được thoải mái thể hiện cái giọng ca của mình. Nhưng mà em biết đó là điều gì á, nó cũng phải cần có sự cố gắng và học tập. Em đã hứa với anh là em sẽ học. Và một ngày nào đó có một lời hứa mà ST dành cho Ngọc, đó chính là sẽ được quay chung một cái clip và được hát cùng với ST. Thì Ngọc hy vọng là sẽ có ngày đó. Đối với ST thì thật ra là khi mà đứng ở đây thì mình nhận ra được nhiều điều. Mình nhận ra được cái những cái cách đối xử với nhau trong một mối quan hệ, dù là có thân thiết hay là không thân thiết. Và cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe là một cái điều mà rất cần thiết trong một cái mối quan hệ, và cái điều đó đang thiếu ở ST. Và ST nghĩ rằng là sau cái ngày hôm nay thì ST sẽ lắng nghe Ngọc nhiều hơn, sẽ quan tâm một cách bớt thái quá. Gọi là, nói chung là khác với bây giờ. Và để mà giúp cho Ngọc thực hiện được ước mơ ca hát của mình với cái đam mê ca hát của Ngọc, thì chắc là ST sẽ mời Ngọc ở cái dự án tiếp theo luôn, chứ không cần phải làm cái dự án nào đó xa xôi lắm.
thì hy vọng rằng là Ngọc cũng phải cố gắng về cái kỹ năng của mình nha. Dạ em hứa. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, rõ ràng là trong cái phiên tòa tình yêu á, thì cái đoạn cuối cùng này luôn luôn là những cảm xúc thật nhất. Cho dù chúng ta có quen với nhau, chúng ta có làm việc với nhau bao lâu đi chăng nữa, trong ngành nghề, trong giới với nhau, nhưng mà đây luôn luôn là những cảm xúc thật nhất. Và chắc là có lẽ các bạn cũng sẽ không tìm được cái cảm xúc này ở bất cứ một cái không gian nào. Thì bản thân chúng tôi cũng rất là thích được gọi là được tận hưởng cái phút cuối cùng này, bởi vì đây là một tình bạn quá đẹp trong showbiz. Chúc cái tình bạn của các bạn ngày càng bền vững. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn luật sư của Bị Đơn và Nguyên Đơn, xin cảm ơn Bồi Thẩm Đoàn, xin cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào phiên tòa tình yêu tiếp theo, và chắc chắn sẽ có những cái câu chuyện nó sẽ hay, nó sẽ thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Đã bị tay trong. Sao mẹ bán đứng con vậy? Và số tiền đó em hoàn toàn không biết. Em chấp chiêu cả năm trời. Nói chung là cảm giác rất là tổn thương. Tại sao chưa cái gì là đổ tội cho nó rồi? Tôi bất bình là như vậy. Có bao giờ cô hỏi anh là anh có hạnh phúc không? Nhà của mình á. Wow. Yeah. Yeah. Chúc mừng gia đình thương công của nhà mới. Đó là một hành động nhẫn tâm. Chỉ vì sự ích kỷ của con á mà em con nó khổ đủ đường á. Tôi ghét chị. Tôi hối hận vì tôi lấy anh. Tôi hối hận vì tôi sinh ra tụi nó. Tôi buông tha cho nó đi. Đi gì con gái tôi đi. Chị không bao giờ muốn em chịu khổ. Em lúc nào cũng tốt hơn chị. Con sẽ giúp vợ con tránh xa mẹ và con Hân ra. Chị phải làm sao cho mẹ bớt ghét chị đây? Con muốn ba mẹ. Ba mẹ ơi. Đừng xóa đi hết từng ngày mưa nắng đưa đón nói cười, rồi cất vào thương nhớ để mong mình bên nhau mãi mãi. Gia đình là nguồn sống, là nguồn vui, là duy nhất. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của Gia Đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, từ ngày 7 tháng 5 trên kênh HTV2.